Tôi cũng rất tín nhiệm và nhiều năm nay được đến quán của anh hát. Mỗi khi chuẩn bị gala ở những chỗ nào đó thì chúng tôi đều đến, hay đến chỗ anh để tập trước. Và với cái tiếng đàn của anh và với cái sự giúp đỡ của anh thì thường những cái bài hát chúng tôi đã tập chỗ anh thì đến các gala là tương đối được ạ, cũng được mọi người khen. Vâng, nhưng mà khen cái khen chủ yếu đây là do mình cao tuổi cho nên là được khen động viên nhiều lắm đấy. Càng được khen nhiều thì càng biết rằng mình đang già đi như thế nào đấy, thật là như thế. Vâng vâng, thế bây giờ tôi xin chúc anh Huấn là sang tuổi mới mạnh khỏe và cứ tiếp tục đàn hay và giúp đỡ các anh chị em để cho cuộc sống mỗi người được thêm vui, gia đình hạnh phúc và thành công và nhiều may mắn. Chúc tất cả các anh chị em chúng mình ở đây cùng gia đình mạnh khỏe, an khang, mọi sự tốt lành. Miệt tôi xin hát bài Thời Hoa Đỏ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảo. Có nâng lên một tí hậu. Bài hát rồi em lặng im, cái lặng im